Xin chào anh chị nhà đầu tư ha, chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán RMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay là cũng là một phiên trước thềm đáo hạn vệ sinh, thì em cũng có đề cập với anh chị mình về những cái vấn đề trên thị trường của chúng ta. Những cái phiên gần đây á là cái chỉ số của chúng ta nó tăng rất là nhiều đúng không ạ? Có nghĩa là những cái phiên tăng tăng điểm của nó này, có phiên nó tăng 8 điểm này, có phiên ngày hôm qua là nó tăng 6 điểm. Nhưng mà em cũng có đề cập với anh chị mình á là những cái yếu tố tăng điểm từ cái phiên ngày hôm qua nó đều đến từ những cái mã cổ phiếu trụ cả đấy. Nó có ba cái bốn cái mã cổ phiếu là Vietcombank này, Vinhome này, Vích này, hay là những cái con Masan á, là những cái con mà nó đóng góp gọi hầu như là 4 điểm rồi, 5 điểm rồi. Thì nó chỉ còn ở đâu đó là ngày hôm qua nó tăng 6 điểm, nhưng mà bản chất thị trường của chúng ta nó phân hóa cực kỳ rõ đúng không ạ? Có những cái dòng nó đâu lên nổi, có những cái mã cổ phiếu thì nó hồi phục rất là tốt, nhưng mà có những cái mã cổ phiếu nó đâu lên nổi đâu trong những cái giai đoạn này. Nên là chị mình sẽ thấy đây là một cái vấn đề mà thứ nhất là trước thềm đáo hạn phái sinh, thị trường của chúng ta nó dùng những cái mã cổ phiếu trụ để mà nó kéo chỉ số. Cái vấn đề thứ hai á chính là những cái dòng dẫn dắt cũ này nó chưa gọi là nó chưa kết thúc trong cái gọi là trước cái phiên ngày hôm nay. Có nghĩa là những cái nhóm ngành penny là những cái nhóm ngành nó tạo ra những cái yếu tố khởi tạo sóng, nhưng mà anh chị mình sẽ thấy những cái phiên ngày hôm nay là bắt đầu sao gì, bắt đầu cái nhóm ngành penny này nó hạ nhiệt, và cái con đầu tiên nó gọi là cái con điểm đầu tiên chính là con QCG. Có nghĩa là con này là sao gì, nó có một cái chu kỳ tăng rất là mạnh đối với cái dòng penny, rồi gọi là nó được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nhưng mà ngày hôm nay bắt đầu sao gì, bắt đầu là sáng thì nó trần, chiều nó sàn, biên độ sao nhỉ, biên độ là 17 14% đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nó sàn là nó nổ phát súng đầu tiên cho cái cho những cái yếu tố về gọi là các nhóm ngành penny nó đi đến những cái giai đoạn kết thúc đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chị mình sẽ thấy cái biến động cổ phiếu á, lúc mà sáng ra em thấy cái bật cái qua cái chỗ cái tăng giá này này là gọi là cái bắt đầu các cổ phiếu sao nhỉ, bắt đầu các cổ phiếu nhóm ngành penny á nó bắt đầu nó chững lại cái biên đúng không ạ? Nó ngày hôm trước á là nó xanh nó tím á là đến cuối cái bảng này này, nhưng mà sao vậy, nhưng mà bây giờ sáng ra em nào bật là chỉ đâu đó là lác đác một vài con nó trần đúng không ạ? Nhưng mà khi mà bật qua cái con QCG là bắt đầu nó sàn. Đây là những cái tín hiệu mà nó cảnh báo cho một cái chu kỳ của những cái nhóm ngành penny nó sắp kết thúc, và nó sẽ mở ra những cái cơ hội mới trên cái thị trường của chúng ta. Có nghĩa là những cái nhóm ngành cũ á nó kết thúc á, là những cái nhóm ngành dẫn dắt mới nó sẽ ra đời. Thì đây chính là một cái điều kiện rất là tuyệt vời trên thị trường để mà giai đoạn của thị trường bước vào một cái nhịp đánh số 2 ha, gọi là một cái giai đoạn 2. Nên là ngày hôm nay chị mình thấy về mặt cuối phiên này có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu penny nó quay đầu nó giảm. Đây là một cái tín hiệu mà em cũng có vừa em cảnh báo với chị mình, cũng là những cái tín hiệu mà tốt cho thị trường của chúng ta chứ không phải là xấu, anh chị lưu ý ha. Và ngày hôm nay thì về mặt cuối phiên thì chị mình cũng có thể thấy được là thị trường của chúng ta nó có những cái yếu tố nó quay đầu bởi những cái yếu tố tác động về những cái mã cổ phiếu penny. Tại vì penny á là nó không, nó gọi là nó không làm cho cái chỉ số của chúng ta, nó không kéo cái chỉ số của chúng ta lên được, mà nó cũng sẽ không ảnh hưởng đối với chỉ số của chúng ta được. Nhưng mà cái những cái nhóm ngành penny á, một khi nó tăng hay là nó giảm á, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tâm lý là nhiều ha. Đấy, nên là khi mà nhóm ngành penny quay đầu thì không thể tránh khỏi những cái điểm dữ về mặt tâm lý. Nên là về mặt gần cuối phiên thì các cổ phiếu bắt đầu sang gì, các cổ phiếu penny bắt đầu nó sàn ra, thì nó sàn nhiều hơn, nó lộ sàn nhiều hơn, thì nó làm cho cái yếu tố tâm lý của nhà đầu tư mình về mặt cuối phiên nó bị yếu đi, và bắt đầu cổ phiếu nó có những cái trạng thái nó quay đầu. Nhưng mà cái gì mình để này là thứ nhất á, là ngoại trừ cái nhóm ngành penny ngày hôm nay ra thì các dòng còn lại nó đều không xuất hiện yếu tố áp lực bán lớn, và những cái dòng nó đều đang tạo ra được những cái tiền đề của những cái vùng tích lũy kỳ cung, anh chị lưu ý ha, và nó đang chờ đợi những cái dòng tiền mới để mà nó vào nó đánh cho một cái nhịp số 2 thôi đúng không ạ? Có nghĩa là những cái dòng tiền của những cái penny nó bắt đầu nó rút ra này đúng không ạ? Nó kết thúc của một cái giai đoạn thì bắt đầu nó sẽ luân chuyển qua những cái dòng dẫn dắt mới đấy. Nó làm có đề cập với anh chị mình cũng như là em cũng có nhận định với anh chị mình về những cái kịch bản này ở những cái video trước, cũng như là trong cái phiên sáng này em cũng có nhắc đi nhắc lại với anh chị mình một lần nữa là cái gọi là cái kể từ cái phiên ngày hôm qua á, có nghĩa là khi mà cái nhóm ngành penny nó chưa kết thúc á thì đó chưa phải là một cái thời điểm tốt nhất để cho anh chị mình có thể gọi là cái thị trường của chúng ta nó tạo ra được một cái sự khởi đầu cho một cái giai đoạn mới. Nhưng mà bắt đầu những cái nhóm ngành penny nó kết thúc này này, nó sẽ là những cái thời điểm để mà nó tạo ra những cái sự khởi đầu mới cho một cái giai đoạn số 2, cho những cái cổ phiếu mà nó phải luân chuyển qua những cái cổ phiếu nó mang tính chất thị trường đấy, để mà chuyện gì, để mà nó kéo cho một cái nhịp độ sóng tiếp theo ha, để mà nó dẫn dắt cho một cái nhịp độ sóng tiếp theo. Và cái nhiệm vụ của anh chị mình gọi là vẫn là những cái việc mà mình gọi là mình cần chú ý tới những cái dòng nào nó được đỡ cung tốt, cái cổ phiếu nào, cái nhóm cổ phiếu nào nó được đỡ giá trong những cái giai đoạn vừa qua, nó tạo ra những yếu tố nó kiệt về volume trước, bắt đầu cái dòng tiền nó vào trước, đấy sẽ là những cái dòng tâm điểm trên thị trường gọi là để mà nó có khả năng dẫn dắt cao nhất đúng không ạ? Thì thứ nhất là mình phải đánh đúng cái thời điểm, cái thứ hai là sao chị, mình chọn đúng cái dòng,
dẫn dắt thì chị mình sẽ lãi rất là to trong những cái nhịp độ sau. Và em đánh giá thị trường của chúng ta nó chỉ là những cái biến động trong ngắn hạn khi mà những cái nhóm ngành penny nó quay đầu thôi, chứ còn bản chất về mặt xu thế nó vẫn, thị trường của chúng ta vẫn không đổi, là vẫn đang trong một cái xu thế đi lên. Và thậm chí là trong những cái nhịp độ sau khi mà cái nhóm ngành penny nó kết thúc và cái nhóm ngành dẫn dắt mới nó ra đời á, thì nhịp sau nó sẽ còn đánh một cách mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trường của chúng ta ha. Đây là một cái đặc tính và gọi là đặc tính trong một cái giai đoạn giao thoa, cũng như là một cái đặc tính của cái thị trường của chúng ta khi mà nó xuất hiện những cái yếu tố về mặt đáo hạn. Thậm chí là ngày hôm nay chị mình sẽ thấy con Vinhome nó vẫn còn kéo mà, đúng không ạ? Về mặt gọi là trong phiên nó có những cái lúc mà nó kéo lên trên vùng giá 58, hay là Vietcombank nó cũng có những cái trạng thái điều tiết nè, sáng đỏ nhưng mà trong phiên nó xanh, đúng không ạ? Về mặt cuối phiên thì nó quay trở lại quanh quanh cái ngưỡng vùng giá tham chiếu, có nghĩa là nó dùng những cái con trụ này này để mà nó neo chỉ số, có nghĩa là khi mà chị mình thấy chỉ số là nó sáng phiên phiên sáng ra nó không có giảm nhiều, đúng, thậm chí là nó còn xanh, nhưng mà nhìn qua những cái biến động của những cái nhóm ngành penny á, có nghĩa là nó giữ những cái mã cổ phiếu trụ, nó giữ chỉ số để mà sao gì, để mà nó phân phối cái nhóm ngành penny đấy. Nên là đây là một cái tín hiệu trên thị trường em đánh giá là tốt chứ không phải là xấu. Có nghĩa là tốt là vì sao, là vì gọi là cái dòng, gọi là cái sự ra đời của một cái dòng dẫn dắt mới, lúc đó là những cái dòng đó nó sẽ đủ một cái biên độ để mà nó dẫn dắt cho một cái chu kỳ tiếp theo đối với thị trường nữa. Và em đánh giá cái thị trường của chúng ta là một cái thị trường đã đang có những cái sức mạnh, có nghĩa là nó có những cái lực cầu nó trực chờ. Nên là cái việc mà điều chỉnh á, thì sao vậy, thì nó đều có những cái lực cầu nó đỡ cả, và những cái dòng gọi là mang tính chất thị trường á, nó không có yếu tố bán tháo, và nó lại vô hình á, nó lại đang trong một cái nhịp độ nó tích lũy với một cái yếu tố gọi là cái với một cái vùng gọi là cái vùng thanh còn thấp. Anh chị mình để cái nhóm ngành đầu tiên là những cái trạng thái nhóm ngành chứng khoán này, anh chị mình thấy có những yếu tố bán tháo đâu, giống như là VND này đâu có bán tháo đâu, đúng không ạ? Mà thậm chí nó đang tạo ra một cái vùng kiệt cung này, hay là những cái con sao gì, những cái con nhỏ khác giống như là CTS này, đúng không ạ? Kiệt cung này, đúng không ạ? Hay là FTS đồng thế này, nó tạo ra được những cái vùng kiệt cung. Đây là một cái điều kiện rất là tuyệt vời để mà cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt cho những cái nhịp độ tiếp theo, để mà thu hút được những cái dòng tiền mới, những cái dòng tiền vào những cái nhóm ngành như thế này, đúng không ạ? Hay là những cái nhóm ngành khác đi chẳng hạn, anh chị mình thấy là còn Nam Kim hay là Hòa Sen rồi đi chẳng hạn. Ngày hôm qua em có đề cập với chị mình á, thậm là cái phiên gọi là cái phiên nổ của nhóm ngành thép ngày hôm qua, thậm chí là nó không có đẹp. Tại vì sao nó không có đẹp, em có đưa ra cho anh chị mình về hai cái lý do. Cái lý do đầu tiên và cái lý do tiên quyết á, là nó đi lên từ những cái vùng thanh còn lớn này, nên là cái lượng là cung treo lơ lửng nó nhiều. Đấy, cái thứ hai là cái độ đóng cửa của cổ phiếu nó không có quyết liệt, có nghĩa là nó không tạo ra được những cái sự đồng pha với nhau để ở những cái mã cổ phiếu khác trong cái dòng trên thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái sức xúc nó cái test lại này, ngày hôm qua có nói với chị mình rất là kỹ, đúng không ạ? Nhưng mà cái yếu tố test lại như thế này á, vol thấp là một cái yếu tố test lại bình thường của một cái mã cổ phiếu, đúng không ạ? Đấy, nên là đối với những cái sự vận động như thế thì nếu mà chị mình muốn mua, mình phải chờ đợi những điểm test lại này, nó cạn cung thì chị mình mua. Em đánh giá là cái giá ngày hôm nay á, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với nhiều nhà chị mình mua đuổi ngày hôm qua, đúng không ạ? Hay là con Hoa Sen này, anh chị thông, hầu như là không xuất hiện yếu tố bán tháo, chỉ là một cái nhịp test đơn thuần thôi, đúng không ạ? Ngày hôm qua này, đi lên cũng vùng thanh còn lớn này, đúng không ạ? Dòng tiền vào nhưng mà không sao gì, không đóng cửa quyết liệt, không đồng pha thì sao gì, cổ phiếu nó có những cái trạng thái nó điều chỉnh về nền thôi, một cái gọi là cái sự vận động bình thường của những cái nhóm này, đúng không ạ? Ngày hôm qua là Hòa Phát này, anh chị thông, yếu tố hồi phục đi lên á, nghe khi mà rắc á, nó rắc không quyết liệt thì cổ phiếu này sao gì, một là test hai là đi nền. Đấy, kiệt cung thì dòng giai đoạn sau nó sẽ còn đánh. Đấy, nên là đối với những cái con mà đi không quyết liệt á, thì chị mình đừng nên mua đuổi, mình chỉ nên mua khi mà nó test hoặc là nó khi mà nó tạo ra được một cái vùng nền thôi ha. Hay là nhìn qua những cái nhóm ngành khác, chị mình thấy là cái dòng dầu khí đi chẳng hạn, nó đâu có trạng thái nó gọi là nó bị bán tháo đâu, đúng à? BVD nè hay là BVS như thế nè, cái volume này là một cái volume điều chỉnh bình thường của cổ phiếu nha anh chị nha, đúng à? Hay là cái con nào anh chị dòng bất động sản đi chẳng hạn, cũng DG nè anh chị thấy không? Cái volume nó cực kỳ thấp, có nghĩa là nó đang tạo ra được những cái vùng kiệt cung, đúng không ạ? Hay là con Nam Long, thậm chí là ngày hôm nay nó có một yếu tố nó bùng nổ, nó vượt khoảng giá 34 á, nhưng mà lúc nó bùng nổ á thì em có cập nhật trong cái room khách hàng của em á, là cái con này bùng nổ nhưng mà nó thiếu volume. Về mặt cuối phiên thì nó bắt đầu nó tạo ra lượng cung thôi, nhưng mà cơ bản là những con này sao chị, nó đang có được những cái thế đi lên, đúng không ạ? Hay là những cái dòng nào nữa anh chị, cái dòng ngân hàng đi chẳng hạn, con SHB nó vẫn tăng mà, đúng không ạ? Có nghĩa là nó tạo ra được những vùng kiệt cung này, nó dòng tiền vào nó tăng tiếp, đúng không ạ? Những cái con kênh trên như thế này sao gì, nó rất là gọi là đi, khi mà nó đi lên á, nó đi lên rất là thanh thoát, đúng không ạ? Hay là những cái con nào nữa anh chị, những cái dòng khác em lấy ví dụ cho anh chị mình á, không, cái dòng khu nghiệp này anh chị thông, SJC nó có bị bán tháo đâu, cơ bản nó giảm nhưng mà nó đâu có bị bán tháo đâu, đúng không ạ? Đấy là một vài cái ví dụ để cho anh chị mình thấy á, là ngày hôm nay á là nó chỉ tiêu cực đối với những cái mã cổ phiếu của những ngành penny thôi. Đấy, penny nó kết thúc chu kỳ, nó sẽ thể hiện cho một cái yếu tố gọi là sự khởi đầu cho một cái dòng dẫn dắt mới ha. Thì trong cái phiên sáng này em cũng có đi qua, em cập nhật về một vài cái yếu tố, một vài cái góc nhìn, một vài cái nhận định, thì đa phần cũng nhắc lại cho anh chị mình thôi ha, để mà mình gọi là mình chuẩn bị cho một cái chu kỳ tiếp theo đối với thị trường nó tốt
nhất ha, mà để mà mình nắm bắt trong một cái giai đoạn tiếp theo đây. Thì trên thị trường của chúng ta nè, trong cái tuần đáo hạn nên là cái nhóm trụ vẫn là cái nhóm nó đang đợi chỉ số và đóng góp vào một cái yếu tố chỉ số tăng. Thì cái vận động thị trường chưa có gì biến đổi khi mà cái nhóm ngành penny này nó tiếp tục nó tăng, thì thị trường gọi là giữ nhịp á, để mà cái dòng này nó bước vào một cái pha nước rút phân phối, đúng không ạ? Có nghĩa là những cái mã cổ phiếu giống như là trụ những trong những cái phiên giai đoạn đây đi chẳng hạn, là nó giữ nhịp, có nghĩa là tăng để mà nó giữ chỉ số. Nhưng mà cái bản chất cái nhóm ngành penny là nó đã tạo ra những cái pha nước rút phân phối rồi, đúng không ạ? Thì cái hiện tại này, cái thị trường của chúng ta đang ở cuối một cái giai đoạn một, thì thị trường sẽ bước vào một cái giai đoạn chính sóng mới á, khi mà cái dòng dẫn dắt dịp đầu á, là penny nó bắt đầu nó quay đầu nó đảo chiều. Thì ngày hôm nay chính là những cái tín hiệu như thế, nên là em đánh giá đây là một cái tín hiệu tốt chứ không phải là một cái tín hiệu xấu đối với thị trường ha. Đấy, thì lúc đó này thị trường của chúng ta sẽ có một cái nhịp vụ tâm lý. Anh chị mình thấy là về mặt cuối phiên này đó, nó là một cái phiên bản chất, nó là một cái phiên vụ tâm lý á. Có nghĩa là nó thứ nhất là nó tận dụng hai cái vấn đề kép của cái yếu tố tâm lý. Cái vấn đề tâm lý đầu tiên á là nhà đầu tư bình thường hay thận trọng ở cái tuần đáo hạn phái sinh, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai á là cái nhóm ngành penny khi mà nó quay đầu á, nó sẽ tạo ra những cái hướng tâm lý. Nhưng mà anh chị mình nhìn qua các sự vận động của nhóm ngành khác đi, nó đều là trong một cái trạng thái nó kia cung. Đấy là một cái điều kiện lý tưởng để mà cái dòng tiền nó sẽ thu hút trong những cái nhịp độ tiếp theo, để mà nó tạo ra được những cái sự luân chuyển, tạo ra được những cái sự luân phiên. Anh chị lưu ý ha, đó là cái khi mà cái dòng penny này mà quay đầu đảo chiều á, lúc đó thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp vụ tâm lý báo hiệu cho một cái dòng dẫn dắt mới nó được chuyển giao. Thì các dòng cơ bản trên thị trường hiện tại nó đang chơi dòng tiền để mà nó gọi là chơi dòng tiền mới để mà nó đảo nhịp. Thì hiện tại em đánh giá bây giờ là cái dòng đang vận động tốt và có khả năng cao để mà nó dẫn chắc tiếp tục á, chính là đang là cái nhóm ngành chứng khoán. Khi mà nó có những cái cổ phiếu nó được giữ nhịp tốt qua những cái giai đoạn vừa rồi, thì SHS này là cái con mà nó bước vào một cái pha chạy để mà nó tạo tín hiệu, và nó chỉ chờ cái điều kiện của thị trường nữa thôi đối với cái nhóm ngành này ha. Nên là ngày hôm nay, cái video ngày hôm nay á, em sẽ dành với anh chị mình về những cái thời lượng để mà em phân tích về những cái cơ hội của cái nhóm ngành chứng khoán và cổ phiếu nào anh chị mình cần quan tâm, cổ phiếu nào anh chị mình cần chú ý tới khi mà cái thị trường của chúng ta nó gọi là nó bước vào một cái giai đoạn mới ha. Thì các vận động của nhóm ngành khác này vẫn chưa có những yếu tố gì thay đổi, và nó đang vận động trong một cái vùng nền biên cân bằng và cản cung. Thì cái dòng tiền hướng lên để mà đông phá thì nó sẽ là một thời điểm tốt nhất để mà thị trường của chúng ta bước vào một cái nhịp độ mới, thì và cái dòng dẫn dắt mới nó sẽ xuất hiện. Thì thị trường khả năng cao này, các mã trụ nó vẫn sẽ giữ nhịp đến đáo hạn, và gọi là cả, tại vì cái bản chất á, là cả tháng nay thị trường của chúng ta đang trong một cái trend lên, nên là khả năng cao cái vị thế để gọi là vị thế đang nắm giữ á, để mà muốn tắt toán á, thì nó đang trong một cái vị thế long, nên là bắt buộc nó phải giữ những cái yếu tố về mặt chỉ số, đúng không ạ? Đó, cái yếu tố tiếp theo nữa anh chị mình sẽ thấy nè, đoạn này anh chị mình gọi là đánh chỉ nên dành một phần tỷ trọng nhỏ thôi để mà đánh và hạn chế mua đuổi ở những cái mã cổ phiếu, đặc biệt là penny. Anh chị lưu ý ha, khi mà nó đang gần về cuối những cái nhịp sóng, thì những cái cổ phiếu mà cho những cái nhịp mới này nó ưu tiên ở những cái mã cổ phiếu nó đang đỡ được một cái gọi là cái có những cái lực đỡ giá tốt, giống như là những ngành chứng khoán và các mã cổ phiếu tích lũy trên nền của các nhóm ngành, thì tập trung gọi là nguồn lực tốt nhất khi mà cái nhịp giao thoa sóng nó xuất hiện cho những cái giai đoạn 2 của thị trường, thì lựa chọn thời điểm mua và cổ phiếu nó có khả năng lực đỡ cao nhất ha. Thì đấy là một vài cái nhận định của em, thì cũng là những cái dấu hiệu trên thị trường của chúng ta trong cái phiên ngày hôm nay là penny nó kết thúc và nó sẽ mở ra một cái chu kỳ mới đối với thị trường. Và em đánh giá thị trường của chúng ta là một cái thị trường, nó đang là một cái thị trường sức mạnh, có nghĩa là nó điều chỉnh, em đánh giá điều chỉnh cũng không sâu, nên là anh chị mình đừng có chờ cái thị trường điều chỉnh sâu. Nên là trong những cái nhịp như thế này này là một cái nhịp mà thị trường nó bước vào một cái giai đoạn giao thoa, có nghĩa là dòng dẫn dắt cũ nó gọi là dòng nhịp đầu này, giai đoạn 1 này, penny nó bắt đầu nó kết thúc sóng, đúng không ạ? Nó là trong những cái pha điều chỉnh như thế này này thì nó sẽ dần dần nó bắt đầu nó xuất hiện những cái con dẫn dắt mới. Đấy, nên là trong kể cả trong những cái pha điều chỉnh của thị trường đi chẳng hạn, mà con nào nó xuất hiện một cái điểm mua, anh chị mình vẫn cứ mua. Đấy, em phải chỉ chờ đợi những cái như thế này đối với thị trường thôi. Đấy, nên là tại vì sao trong những cái nhịp trước á, cái phiên mà nó kéo những cái con trụ này em không mua, tại vì khi mà nó kéo trụ á, cái dòng penny nó vẫn còn chạy. Đúng không ạ? Anh chị mình thấy là cái mã cổ phiếu QCG này, khi mà nó kéo trụ ngày hôm qua cái con này nó vẫn không chạy. Nhưng mà đến cái phiên này bắt đầu sao anh chị? Bắt đầu từ cái phiên sáng á, anh chị mình sẽ thấy là nó sang từ cái phiên sáng á. Phiên sáng em có nhắn trong cái room khách hàng của em á, là nó sang từ cái phiên sáng, là đây là một cái tín hiệu nó tích cực. Đúng không ạ? Có nghĩa là 10 giờ nó đang trần nè. Đúng không ạ? Nhưng mà sao anh chị? Khoảng 10 giờ 11 phút nó sang. Đấy, đây là một cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu, gọi là tích cực của cái thị trường chung của chúng ta, đúng không ạ? Tích cực cho một cái dòng dẫn dắt mới nó ra đời, đúng không ạ? Đấy, nên là đến ngày hôm nay mới là một cái gọi là cái điều kiện để mà anh chị mình có thể mình dần dần mình gọi là tìm kiếm những cái cơ hội. Em đánh giá cái thời điểm mà nó gọi là thời điểm tốt nhất nó đang dần dần nó xuất hiện trên thị trường của chúng ta rồi. Đấy, nên là kể cả khi mà thị trường của chúng ta nó điều chỉnh đi chẳng hạn, mà các cổ phiếu danh gì, các cổ phiếu nó có điểm mua, anh chị mình cứ mua. Đấy, đặc biệt chú ý cho những cái mà cổ phiếu mà nó có khả năng dẫn dắt nó cao nhất, nó đang trong một cái biên độ tích lũy nền trên nó tốt nhất để mà mình đánh giá, đúng không ạ? Đặc biệt là nó phải có một cái giai đoạn nó kỳ cung, đấy là sẽ là một cái
cái trạng thái nó tốt nhất và nó an toàn nhất cho anh chị mình. Đấy là cái vấn đề về mặt thị trường. Và em đánh giá thì từ giờ đến đáo hạn thì khả năng thị trường của chúng ta nó vẫn lên sinh, nó không gọi là nó sẽ giữ nhịp thôi. Thì qua cái ngày đáo hạn thì các cổ phiếu trụ bắt đầu nó trả về những cái gọi là nó bớt điều tiết đi, nó trả về những cái thế cân bằng đi, thì lúc đó cái chỉ số của chúng ta mới là một cái chỉ số mà nó phản ánh thực về những cái sự vận động của tất cả các mảng cổ phiếu trong ngành. Chứ còn bản chất anh chị mình thấy ngày hôm qua nó tăng á, nhưng mà bản chất xem chị, bản chất các cổ phiếu trong ngành gọi là mang tính chất thị trường á, nó đâu có tăng nhiều, chủ yếu là con trụ thôi. Đúng ạ, đấy nên là khi mà cái vấn đề mà thị trường của chúng ta nó đang trong một cái nhịp độ chuyển giao á, thì sao vậy, thì nó sẽ có những cái yếu tố của những cái mã cổ phiếu nó mang tính chất điều tiết. Nên là trong những cái giai đoạn này em đánh giá chị mình cũng đừng có quá là quan tâm đối với cái vấn đề về mặt chỉ số của thị trường, có nghĩa là trong giai đoạn này cái con trụ nó ảnh hưởng tương đối nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là anh chị mình phải, khi mà cái việc mà tốc độ đi lệnh, gọi là tốc độ khớp lệnh mà ngày hôm qua em có đề cập với anh chị mình á, là khi á mà cái yếu tố mà thị trường của chúng ta đẩy quyết liệt mà tốc độ khớp lệnh nó nhanh á, thì thị trường của chúng ta nó sẽ bùng nổ. Và khi á mà tốc độ gọi là thị trường nó đẩy á mà tốc độ khớp lệnh nó chậm á, thì thị trường của chúng ta có khả năng gọi là khả năng điều chỉnh và nó test về. Mà khi mà yếu tố điều chỉnh giảm như thế này đi chẳng hạn, mà cái tốc độ khớp lệnh nó gọi là nó không cao á, có nghĩa là nó không mạnh á, thì khả năng sao vậy, khả năng thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái phiên hồi phục rút chân, đúng không ạ? Hay là khi mà cái thị trường của chúng ta mà nó xuất hiện một yếu tố nó điều chỉnh sâu gọi là điều chỉnh mạnh á, nhưng mà cái tốc độ khớp lệnh nó nhanh á, thì đó là một cái thị trường rủi ro, đúng không ạ? Thì cái nhịp điều chỉnh nó gọi là cái nhịp điều chỉnh nó sẽ chưa kết thúc. Và cái phiên này em đánh giá với chị mình á, là cái phiên nó là một cái phiên điều chỉnh của thị trường, nhưng mà cái bản chất các dòng nó không cứ xuất hiện yếu tố bán tháo, và cái tốc độ khớp lệnh của trên thị trường của chúng ta nó không phải là nhanh. Đó, ngoại trừ cái nhóm ngành penny ra thôi, còn những cái nhóm ngành khác nó đều là trong những cái sự vận động gọi là nó kịch cung. Đó là một cái tín hiệu tiền đề rất là tốt cho cái thị trường của chúng ta, cho những cái nhịp độ mới ha. Thì đó là một vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta. Thì cơ bản trong những cái xuyên suốt, trong những cái video vừa qua, trong những cái sự nhận định vừa qua, em cũng có đề cập với anh chị mình. Đấy là về những cái kịch bản, về những cái kế hoạch. Và ngày hôm nay là bắt đầu nó xảy ra những cái yếu tố như thế, thì mình gọi là sao gì, thì mình cũng sẽ bắt đầu mình hành động. Lưu ý đấy là một cái nhận định về mặt thị trường chung của chúng ta. Rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về cái nhóm ngành mà em đánh giá là nó là một cái nhóm ngành tâm điểm cho những cái giai đoạn mới, gọi là giai đoạn sau này, để mà nó rất là dễ nó thu hút được những cái dòng tiền ha. Đó là cái nhóm ngành chứng khoán. Còn những cái nhóm ngành còn lại, em đánh giá chị mình có thể mình xem lại cái video ngày hôm qua, tại vì cái bản chất các nhóm ngành còn lại á, nó vận động nó không khác gì cái video gọi là video ngày hôm qua cả, là cơ bản xem chị, cơ bản là những cái vùng nó vận động nó kỳ cung, đúng không ạ? Giống như là một cái vài cái mã cổ phiếu tiêu biểu đi chẳng hạn, DG này cũng đang trong một cái vùng kiệt cung này, nó chỉ thiếu đi một cái dòng tiền vào mở biên nên là đánh thôi. Lưu ý ha. Hay là những cái con của những ngân hàng SHB nó vẫn tăng nè, còn những con như cái con Techcombank đi chẳng hạn, nó gọi là phiên này nó vẫn tăng, đúng không ạ? Nhưng mà về mặt cuối phiên nó chịu áp lực chung của thị trường thôi, chứ còn bản chất những cái con này nó vẫn đang trong một cái thế tăng ha. Hay là VIP đồ đi chẳng hạn, nói ngày hôm nay nó đang tăng rất là tốt nè, về mặt cuối phiên nó chịu ảnh hưởng thì sao gì, cổ phiếu nó quay trở lại nền thôi, chứ còn bản chất sao gì, bản chất xu thế nó vẫn là một cái xu thế tăng lên. Lưu ý ha. Hay là những cái con khác giống như là BVD, BVS đi chẳng hạn. Đấy, BVD nè, đây là cũng là một cái mã cổ phiếu nó đang tạo ra một cái vùng kiệt cung, đúng không ạ? Cái vùng kiệt cung này á mà bắt đầu nó cân bằng xu thế hướng lên nè, sau những cái điểm dụ như thế này là những cái điểm đánh đối với cổ phiếu ha. Hay là BVS này tương tự như thế nè, đúng không ạ? Nó đang tạo ra một cái thế của là những cái con này nó có được những cái sự hồi phục, đấy, cứ đi ngang kiệt cung dòng tiền hướng lên đánh. Thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà một vài cái mã cổ phiếu tiêu biểu trong ngành thôi. Còn em đánh giá ngày hôm nay em sẽ tập trung nhiều vào cái nhóm ngành chứng khoán để cho anh chị mình có thể mình lưu ý tới cho những cái nhịp độ sau. Và đối với cái nhóm ngành chứng khoán á, thì em đánh giá với anh chị mình á là những cái con hiện tại nó đang khỏe nhất, làm đánh giá cái con khỏe nhất hiện tại chính là con SHS. Cứ nghe là SHS nó đã bước vào một cái xu thế rồi, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nó điều chỉnh với một volume rất là bé, đúng không ạ? Cái volume điều chỉnh này là gọi là nó là một cái nhịp điều chỉnh đơn thuần của cái cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Giống như phiên này này, đi lên này, điều chỉnh này, đúng không ạ? Điều chỉnh xong gì, cổ phiếu phục hồi, và con này nó bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút rồi nha anh chị nha. Đấy, nên là nó sẽ không xuất hiện nhiều cái điểm, không xuất hiện những cái điểm mua an toàn cho anh chị mình nữa. Và những cái con này là mặc dù nó biết là nó mạnh nhưng mà nó không còn xuất hiện điểm mua, nên là sao anh chị, nên là nó chỉ ưu tiên cho những anh chị đã đang nắm giữ thôi. Đấy, lưu ý về những cái mã cổ phiếu này này. Hay là cái con tiếp theo là con SSI, có nghĩa là hiện tại nó sao gì, nó đang hấp thụ được những cái vùng cản trước đó đối với cổ phiếu, đúng không ạ? Đây là những cái giai đoạn gọi là trước khi nó tăng này, nó có một cái nhịp dụ rất là mạnh, đúng không ạ? Sau những điểm dụ anh chị mình không, là cổ phiếu nó được nâng nền, nó đang có được những cái lực đỡ. Thì ngày hôm nay có những cái lúc nó muốn bứt phá, nhưng mà cái thị trường chung của chúng ta, có nghĩa là nó bứt phá nhưng mà nó không đồng pha theo cái thị trường chung, đúng không ạ? Đấy, nên là đối với những con này này, mà khi thị trường chung cân bằng, nó chỉ cần cân bằng thôi, có nghĩa là nó không tiêu cực nữa, thì những con này nó sẽ bứt thoát tiếp theo. Đấy, nên là chị mình có thể mình lưu ý cho những cái mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán này là mạnh nhất hiện tại bây giờ có SHS, và coi con tiếp theo chính là con SSI.
Nhưng mà cái điểm mua đối với SSI á, thì chị mình sẽ thấy là anh chị mình cũng sẽ thấy là cái vùng này nó còn cái thanh khoản nó tương đối lớn ấy. Đấy nên là để mà mua an toàn á, thì đánh giá trên này nó cũng sẽ đâu đó là nó cũng không quá là an toàn đâu. Mặc dù mình biết là những cái con này nó mạnh nhưng mà nó cũng không quá là an toàn, trừ khi trường hợp nó bắt đầu nó kiệt dần cái volume quanh cái ngưỡng này này. Đấy, giai đoạn sau là những cái giai đoạn nó sẽ đánh rất là mạnh. Tại vì sao chị? Nó đang hấp thụ được những cái lượng cản trên này, và những cái lượng cản trên này là những cái lượng cản mà em đánh giá là cái lượng hàng mà nó là cái vùng kháng cự mạnh. Nhưng mà vùng kháng cự mạnh anh chị mình thấy này, bắt đầu nó hấp thụ nó hướng lên, có nghĩa là càng hấp thụ nó càng đi lên. Đấy nên là anh chị mình thấy là để mà anh chị mình nhìn qua cái góc nhìn của nhóm ngành chứng khoán á, hiện tại bây giờ nó đang được đỡ cung, là cái nhóm ngành đang được đỡ cung tốt nhất. Có nghĩa là nó không chỉ đến từ một vài cái dòng, một vài cái mã của trong cái dòng đó, mà hầu như nó đến từ cả cái dòng của nó. Lưu ý à, đó là cái nhóm mình chứng khoán này. Thì tiếp theo những cái con như con VND là những cái con chị mình cần ưu tiên. Có nghĩa là cái con này á, nó mới chỉ đi một nền thôi, có nghĩa từ một cái vùng nền này nó mới tăng một nhịp thôi, bắt đầu xong chị nó kiệt, gọi là dần dần cái volume nó kiệt, cạn kiệt dần, đúng không ạ? Bắt đầu nó tạo ra những cái thế nó cân bằng qua cái ngưỡng này này, thì nó sẽ cái sao gì, nó sẽ có những cái dư địa để mà nó tiến về lại những vùng này tiếp theo. Có nghĩa là những cái con như con SSI này, hay là những cái mã cổ phiếu khác của nhóm ngành chứng khoán á, thì hiện tại bây giờ nó đang ở những cái vùng giá mà lúc thị trường chung của chúng ta đang ở vùng 1.300 này, đúng không ạ? Thì những con này sao chị, nó vẫn sẽ có dư địa để mà nó chạy một cái nhịp độ tiếp theo. Đấy nên là đối với cái nhóm ngành chứng khoán anh chị mình phải lưu ý về những cái con như con VND này nha anh chị nha. Có nghĩa là những cái điểm cân bằng như thế này này, đấy là những cái điểm mà anh chị mình cần chú ý tới. Khi mà thị trường chung bứt thoát á, nó sẽ đồng pha nó tăng theo, thì lúc đó nó sẽ tăng rất là mạnh, nó không cho anh chị mình mua đâu. Đấy nên là cái nhóm ngành chứng khoán em đánh giá rất là cao ha. Phải lưu ý những cái mã cổ phiếu giống như là VND này, hay là tiếp theo qua những cái con khác chính là con CTS. Đấy, CTS là nó tạo ra một cái vùng nào xem chị, là một cái vùng gọi là ba nền, đúng không ạ? Ba nền tăng giá đối với cổ phiếu. Và tại vì sao em lại ưu tiên mã cổ phiếu của CTS trong khi là nó đang gặp lại những cái vùng kháng cự lớn? Tại vì cái bản chất á, thì trong cái giai đoạn này á, thì em chỉ ưu tiên về hai cái gọi là hai cái loại cổ phiếu mà cái thứ nhất nó đều có những cái dạng tích lũy nền, đúng không ạ? Con CTS cũng là một cái dạng tích lũy nền, mà cái ưu tiên đầu tiên của em á là những cái con nó hiện tại nó còn dư địa để mà nó hướng về những cái vùng kháng cự tiếp theo, có chính là con VND. Có nghĩa là nó mới chỉ chạy một nhịp thôi, thì nó sẽ còn những cái dư địa để mà chạy nhịp theo nữa. Nên là các anh chị mình thấy cái dư địa này, nếu mà tính từ cái vùng giá này đi lên chẳng hạn, là nó cũng có khoảng đâu đó là khoảng trên 20%, nó vẫn còn cái dư địa để mà nó về lại vùng này. Còn đối với những cái mã cổ phiếu mà nó đang vận động tiềm cận á, thì mình phải lựa chọn những cái con mạnh nhất. Còn những cái con mạnh nhất hiện tại bây giờ là con nào? Là cái con SHS, đúng ạ? Là nó đang có những cái sự vận động gần cái vùng nền trên này, nó mạnh nhất và nó có khả năng bứt thoát trước, đúng ạ? Hay là SSI này, là những con nó sao gì? Nó đang hấp thụ tốt và nó có khả năng bứt thoát trước. Và cái con tiếp theo chính là con CTS, đúng ạ? CTS chị mình thấy nè, khi mà nó lên vùng này sao gì? Lên vùng này nó cũng có những cái yếu tố nó gọi là nó gặp áp lực và nó tạo ra những cái yếu tố hấp thụ. Anh chị mình thấy cái sự hấp thụ cổ phiếu này, mà khi mà nó những cái phiên á, anh chị mình để á, những cái phiên mà nó tạo ra những cái sự rung dữ phiên này đi chẳng hạn, anh chị thấy không xuất hiện yếu tố bán tháo, và khi mà nó gọi là cái áp lực bán nó giảm á, thì anh chị mình thấy thanh khoản nó luôn luôn là cái yếu tố nó nhỏ hơn trong những cái phiên hồi phục, đúng không ạ? Phiên hồi phục anh chị thấy thanh khoản lớn, có nghĩa là cái dòng tiền nó được đỡ đối với cổ phiếu. Và sau một cái quá trình kiệt cung này anh chị thấy không, nó có những cái giai đoạn nó kiệt cung trước và bắt đầu dòng tiền moi chạy vào trước, ngày hôm nay áp lực điều chỉnh là bình thường đối với một cái mã cổ phiếu nha anh chị nha. Có nghĩa là nó đã có những cái phiên mở biên như thế này rồi này, nên là những cái con này cái khả năng cái xác suất bứt thoát là rất là cao. Đấy, khi nào nó bứt thoát khoảng giá 20 nó sẽ vào một cái giai đoạn chính sóng đối với cổ phiếu. Đấy nên là cái nhóm cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán tiếp theo là anh chị mình phải chú ý tới mã cổ phiếu của CTS. Đây là một cái gọi là một trong những cái mã cổ phiếu anh chị mình cần chú ý tới và mình cần quan tâm ha. Còn những cái mã cổ phiếu khác còn lại anh chị mình thấy cũng BSI này, cũng kia cung này, có nghĩa là cái dòng của nó đang tích cực, có nghĩa là nó đang được bổ trợ và nó không có con nào nó làm tiêu cực cho cái dòng. Còn ngược lại với những cái dòng khác á, nó có những cái con mà nó hơi ì ạch, nó chưa gọi là nó không có sự đồng thuận. Em đánh giá cái thời điểm hiện tại, cái nhóm ngành chứng khoán là cái dòng nó có được những cái sự đồng thuận cao nhất và nó có được những cái lực lượng tốt nhất, nên là cái khả năng dẫn dắt á, nó sẽ cao nhất cho những cái nhịp độ tiếp theo khi mà nó tạo ra những cái tín hiệu đồng pha theo thị trường, đúng không ạ? Chị thao kiệt dân volume này, dòng tiền mở biên lên là nó chạy không? Có nghĩa là mở biên lên, mà nó yếu tố tích cực tiếp theo là nếu mà nó đồng pha với thị trường nữa, đồng pha với các nhóm ngành nữa, thì sao vậy? Những con này nó sẽ tăng và nó sẽ dẫn dắt. Lưu ý à, đấy nên là những con khác giống như con AGR tương tự như thế này, anh chị thấy không? Kia cung này, sau điểm dũ này, đúng không ạ? Kia cung này, dòng tiền mở biên lên là nó sẽ đánh. Có nghĩa là cái nhịp này nó chưa kết thúc đâu, anh chị lưu ý à. Hay là ABS tương tự như thế này, đúng không ạ? Đây là một cái vùng nền đối với cổ phiếu này, đúng không ạ? Nó đang tạo ra một cái sự thế cân bằng kiệt cung. Đây là một cái thế mà mình đang chờ đợi này, đúng không ạ? Kiệt cung này, chỉ cần dòng tiền mở biên thôi, có nghĩa là mở biên để mà nó kết thúc một cái giai đoạn gọi là giai đoạn dũ của nó thôi. Đấy, xong những cái giai đoạn điều chỉnh của nó thôi, mở biên lên thì nó sẽ đồng pha nó đánh tiếp. Anh chị lưu ý, phải ưu tiên cho những cái firm như thế này. Có nghĩa là con ABS á, nó cũng có một cái tính chất điên này, đúng không ạ? Khi vào sóng nó tạo ra một tính chất điên. Nhịp này nó chậm vì sao chị? Vì nó chưa vào sóng.
gọi là chưa vào chính sóng của nó, cho nên là những nhịp sau đó và muốn vào chính sóng đó, nó phải mở biên đánh lên luôn, nó dòng tiền đánh thấp lên, nó mở biên nó phụ định lại cái phiên dạng phiên này này. Anh chị mình thấy phiên này là phiên dẫu chứ không phải là phiên bán nha anh chị nha. Đấy anh chị mình thấy để qua cái volume đó. Đấy, nên là những cái điều kiện của thị trường em đánh giá là rất là tốt để mà nó hình thành nên cho những cái dư địa mới đối với cổ phiếu ha. Còn những cái mã cổ phiếu giống như là BVS này, hiện tại nó đang gặp trạng cái ngưỡng này này, nó đang gặp trạng, nhưng mà cái vùng cái là cái mặc dù cái thanh khoản nó vẫn đang dần dần kiệt cung á, nhưng mà em đánh giá những cái con này nó có gọi là cái biên rơi của phiếu nó lớn, đúng không ạ? Cái biên rơi nó lớn này, nên thường là sao chị, thường nó sẽ lên một cách ì ạch hơn, nó giống với con HCM đấy. Đấy, khi nào cái biên rơi lớn này anh chị không, nên là những con này anh chị mình không nên ưu tiên ha, gọi là ưu tiên sau á, có nghĩa là khi mà cái dòng nó lên thì nó lên thôi, nhưng mà cái bản chất để mà nó bứt thoát, nó tạo ra một cái tín hiệu gọi là cái mã cổ phiếu leader nó mạnh nhất, mã cổ phiếu nó mang tín hiệu á, thì mình đánh giá khả năng không cao, gọi là đánh giá cao những cái mã cổ phiếu khác nhiều hơn, có nghĩa là những cái mã cổ phiếu nó có những cái độ hồi phục tốt hơn, giống như VND này anh chị không, dù cái xong nó hồi phục này đấy, hay là SSI này dù nhịp này sau đó hồi phục rất là mạnh này, đúng không ạ? SSS này đúng không ạ, nó dù theo nhịp thị trường sau hồi hồi rất là nhanh. Đánh những cái con mà nó có sức bật như thế này mới là những cái con tấm điểm, và nó là giống như là một cái quả bóng tennis rơi đó anh chị. Quả bóng tennis rơi cái bản chất á là nó không phải là cái con phiếu nào rơi càng mạnh thì nó sẽ tăng càng mạnh, gọi là nó sẽ hồi phục càng nhanh, không phải đấy anh chị nha. Nó quan trọng là cái thế đánh trước đó cổ phiếu này anh chị không, cái thế đánh gọi là anh chị mình phải tung lên một cách nó rất là cao, đúng không ạ? Càng cao thì sao anh chị, thì cái nhịp giảm á gọi là nó hồi phục này sẽ rất là mạnh. Đấy, đấy mới là những con mạnh, gọi là cái phơ mạnh anh chị thông. SHS này đó là đi lên một cái thế rất là mạnh này, đấy khi nó giảm này sức bật nó bật rất là nhanh, đúng không ạ? VND này nhịp này như thế này, nó đi lên này nó giảm cái bật rất là nhanh. SSI tương tự như thế này, nhịp này đi lên này, đúng không ạ? Giảm cái bật rất là nhanh. Đấy là những cái con nó có được những cái sức bật. Hay là CTS tương tự như thế này, đi cái này giảm cái hồi bật rất là nhanh. Những cái con nào á mà nó cận gọi là đỉnh và cận đỉnh á, có nghĩa là gần những cái vùng kháng cự nhất á, nó sẽ là những cái con mà nó có khả năng dẫn dắt, có nghĩa là nó đang tạo để được, nó chứng tỏ cho những cái dòng tiền nó được đỡ. Còn đối với những con HCM này anh chị thấy không, cái sức bật cổ phiếu nó rất là kém đấy, nên là đối với những con này á nó sẽ lên rất là ì ạch hơn, ì ạch hơn sau gọi là nó chậm nhịp hơn so với những cái mảng cổ phiếu khác nha chị nha. Đấy, nên là chị mình cần gọi là cần phân loại và cần ưu tiên. Hay là FTS tương tự như thế nè, sức bật rất là tốt này, chỉ cần bùng nổ lên là nó vào sóng thôi. Hay là những con giống như con MBS tương tự như thế nè, bắt đầu nó tích lũy trên nền, đúng không ạ? Không, ngày hôm nay dòng tiền vào tốt nhưng mà nó không gặp cái điều kiện của thị trường nó tốt á, thì sao vậy, thì cổ phiếu nó bản chất nó cũng sẽ về lại nền thôi. Đó, nó về lại nền, nhưng mà cái cơ bản là cổ phiếu sao gì nó đã có dòng tiền vào rồi chị không, giống như phiên này nè, giống như phiên này nè. Đó, khi mà nó bùng nổ muốn bùng nổ, nhưng mà sao gì, nhưng mà cái thị trường của chúng ta nó cũng có những trạng thái điều chỉnh cuối phiên này, đúng không ạ? Nó rút gọi là cái rút chân trên á đó. Đó thì sao chị, cổ phiếu nó cũng điều chỉnh về những vùng này, nhưng mà cái bản chất khi mà thị trường thuận là sao chị, cổ phiếu nó bứt thoát ngay. Đấy, nên là những cái con này mà tích lũy trên nền như thế này là những cái con đấy form rất là đẹp nha anh chị nha. Là mà những cái con mà anh chị mình phải ưu tiên cho những mảnh chứng khoán này, hay là thậm chí VCI này, anh chị thấy không? Kia cung này. Đấy, anh chị mình cứ để nó chỉnh chán chơi đây. Đó, nó chỉnh chán chơi đây. Bắt đầu xong chị, cái này nó chỉnh này. Bắt đầu xong chị, cán cung này, nhưng tiền vào này, đánh rất là thoải mái, đúng không ạ? Bây giờ thì hiện tại nó đang gặp những cái vùng kháng cự, nhưng mà anh chị mình đề á là con SSI á là hiện tại nó đang ở vùng trên này này, có nghĩa là đang ở những vùng trên này nó sẽ là những con mạnh ha, hay là con CTS là đang chém chệ quanh những cái ngưỡng này, có nghĩa là con nào mà nó gọi là nó càng gần đỉnh nhất, càng gần kháng cự nhất thì cái khả năng nó dẫn dắt nó sẽ càng cao nhất, chứ không phải là những con nó gọi là cái tỷ giá thấp bây giờ. Anh chị lưu ý ha, có nghĩa là con nào mà muốn đánh á, thì nó sẽ đánh hết cho một cái chu kỳ và cái dòng tiền nó sẽ vào trước. Còn những con nào mà nó cứ gọi là nó bình bình, nó đi bình bình, nó đi chậm chậm á, thì sao vậy, thì nó sẽ y ạch cả một cái chu kỳ đó. Đó, nên nếu mà anh chị mình gọi là không nắm bắt được cái con mạnh á, thì gọi là cái cả chu kỳ đó, cả cái nhịp sóng đó anh chị mình gọi là kiếm lợi nhuận nó không có nhiều. Lưu ý ha, đấy nên là mình phải lựa chọn cho những cái con khỏe, những con mạnh ha. Là đó là một vài cái mã cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu của những ngành chứng khoán anh chị mình cần chú ý và mình quan tâm. Còn VCI em đánh giá là cái nhóm ngành ưu tiên, gọi là ưu tiên số 2 á, chứ không phải ưu tiên số 1 đâu. Đó, có nghĩa là nó khi mà nó nếu mà trường hợp nó rắc không giá 36 nó sẽ vào sóng. Đấy, hiện tại bây giờ sao chị, nó là những cái cổ phiếu nó được hỗ trợ ha, thì anh chị mình cứ để nó chỉnh chán chơi đi, mở biên lên đánh lưu ý ha. Nếu mà muốn đánh thì cứ mở biên lên chị mình đánh ha. Thì đó là một vài cái nhận định của em, một vài cái mã cổ phiếu mà muốn gửi đến cho chị mình trong cái video ngày hôm nay. Tại vì cơ bản những cái mã cổ phiếu, những cái dòng khác á, em vẫn đánh giá hiện tại bây giờ nó vẫn đang trong một cái nhịp độ tích lũy, và nó cũng không có những cái yếu tố gì thay đổi so với những cái trạng thái của những cái phiên vừa rồi, có nghĩa là đang trong cái vùng nền biên cân bằng và kiệt cung, nó hầu như nó không xuất hiện yếu tố băng tháo nha anh chị nha. Đấy, nên là em chỉ phân tích với chị mình về cái video ngày hôm nay đối với nhóm ngành chứng khoán á, là những cái nhóm ngành nó được đỡ cung tốt và cái cơ hội nó đang cao nhất và cái khả năng nó cao nhất để mà nó hứng những cái dòng tiền nó luôn chuyển qua, đúng không ạ? Đấy, nên là thứ nhất là mình chọn cái thời điểm, cái thứ hai là sao gì, cái thứ hai là mình chọn được đúng cái dòng, đúng cái mã cổ phiếu thì mình sẽ ăn rất là to trong cái giai đoạn sau ha. Thì nếu mà chị mình muốn
Thấy nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng. Mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất, nó sâu sắc nhất trong phiên ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin kính chào anh chị mình. Trước khi anh chị mình rời đi, đừng quên để lại một nút like cũng như là một subscribe kênh để mà ủng hộ tinh thần cho em ra những cái video sau nó tốt hơn, nó hứng khởi hơn ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây.